rất yêu gái đẹp và tôn thờ gái đẹp nên là em rất là thích bạn mình gái là đẹp một chút. Hồn quá. Dạ vâng. Nếu mà được người mẫu hoặc là hoặc là càng tốt hơn. Em làm bên đây người ta phát xỉu rồi kìa. Đúng rồi, nhưng mà em thấy các bạn kêu là bạn thích chơi với em như con trai hơn. Thì mình phải nữ tính một chút. Mình muốn chơi với bạn kia em chơi gì? Thì đâu có gì đâu, đi chơi đánh nhau. Đánh nhau trời. Chơi đánh nhau là chơi gì? Cái gì? Đầu em. Mà không có đẹp không vậy? Không. Không thích người vô duyên hả? Vô duyên. Có không? Em cực kỳ vô duyên này. Ít nhất là cũng ốm yếu hả? Ốm yếu em không thích. Ốm yếu không? Anh nhìn thấy em thì chắc là cũng ốm. Quá yếu. Mà bạn nữ có thể giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Thanh Hương, năm nay 29 tuổi, quê ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Hiện em đang là luật sư. Luật sư hả? Luật sư là căng lắm á. Em làm hiện nay làm việc ở đâu? Dạ, em làm việc ở quận 3. Rồi, bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Văn Thăng, nghề nghiệp của em là chuyên viên pháp lý, cũng là luật. Cái gì vậy? Hai người nói chuyện luật với nhau cũng căng à? Dạ vâng, đúng rồi, em cũng rất là thích có một bạn nữ là cùng học luật ra. À, bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 30 tuổi chị. 30 tuổi. 29 gặp 30 đó. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về năng lực của mình đi, điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, cái này khó chị. Đâu gì đâu khó. Điểm mạnh không có, điểm yếu thì nhiều. À, thì điểm yếu đi cũng được. Điểm yếu nhiều lắm. Hay quên. Hay quên đi, cãi gì người ta luật sư mà hay quên là sao? Dạ nhưng mà cãi với người ta là chuyện mà cái chuyện hay quên, mấy chuyện nhỏ hay quên lắm. Dịu dàng thì ít mà nói chung là em hơi nam tính một chút. Em sợ là về nhà là gặp bạn bên đó pháp lý rồi cục bụng luật sư hai bên cãi nhau khó chữa. Dạ cũng căng hả. Bạn trai thì sao bạn? Bên đây là vậy đó. Cùng nghề em là rất là thích rồi đấy. Nhưng nhóm cãi là người ta không mà thích. Thì lúc đấy về coi thế nào. Bạn gái là học luật ở đâu bạn? À, mình học ở thành phố bạn. Bạn khóa cao bao nhiêu bạn? Mình khóa 30. Mình cao 33. Rồi đàn em rồi cưng. Đàn em rồi cưng. Gì mà rồi xong như vậy, người ta mới nói khóa cao 33 được, có gì đâu mà phải rồi xong. Dạ, 33 là em lớn hơn 30 anh. Sao lớn được? 33 là khóa sâu. Không, 33 số lớn hơn số 30. Số lớn hơn nhưng mà khóa sâu đàn em rồi, đẳng cấp thua rồi. Thua cái này thua là chưa, cãi là thấy trận này thua rồi. Ờ, trận này thua đó. Có tìm cho mình một nửa yêu thương nào chưa? Đang đi tìm anh. Học trước đó có tìm được người nào chưa? Trước đấy thì em tìm nhiều lắm anh. Mà duyên nó chưa tới nên là giờ bắt đầu đang đi tìm tiếp này. À vậy à. Mình muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ thì em thứ nhất là rất yêu gái đẹp và tôn thờ gái đẹp nên là em rất là thích bạn gái là đẹp một chút. Khùng quá. Dạ vâng. Nếu mà được người mẫu hoặc là càng tốt. Trời ơi. Em làm bên đây người ta sắp xỉu rồi kìa. Ý luật sư khóa 30 bệnh sao? Dạ nhan sắc của em thì bình bình thôi anh, nhưng bên đó yêu cái đẹp em sợ. Mình tự tin lên bạn. Trời ơi chứ gì kể. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em không phải, em toàn đơn phương thích người ta thôi à, thành ra là tính mối tình không được. Chưa có mối tình nào chính thức hết. Dạ không. Dạ lý do tại sao em ế? Em cũng không nghĩ em ế, mà chắc tính của em hơi men chút. Nhưng mà 29 tuổi là hơi lớn rồi đó nha. Em biết mà. Bây giờ muốn lấy chồng chưa? Không muốn rồi. Gia đình có hối thúc gì không? Gia đình thì cũng hỏi từ năm em mới ra trường 23, 24 gì đó. Vậy mình phải mạnh dạn lên một chút xíu nữa. Dạ đúng rồi, nhưng mà em tán các bạn kêu là bạn thích chơi với em như con trai hơn. Thì mình phải nữ tính một chút. Chứ bình thường em chơi với mấy bạn kia em chơi cái gì? Thì đâu có gì đâu, đi chơi đánh nhau. Chơi đánh nhau trời. Chơi đánh nhau là chơi gì? Cái gì? Chào anh. Chào em nói cho anh sợ quá. Tôi thích chơi đánh nhau hả? Dạ phải, tại hồi xưa em học võ. Trời ơi. Thích chơi đá banh. Em không có đá banh, em học võ đá đánh nhau thôi hả? Trời ơi kinh khủng khủng quá. Em nói em men quá hả? Dạ có hơi. Hơi, em thích đàn ông hay đàn bà? Em thích đàn ông. Em rõ ràng nha. Dạ, hỏi võ là võ đai gì thôi. Đai gì? Dạ em đai đen. Trời ơi. Đứng đây hồi chắc đánh phù mỏ quá. Bình kia em tuyên bố cũng hơi sốc hàng quá. Dạ. Hoa hậu càng tốt, thích cái đẹp. Mà ông có đẹp không vậy? Không. Nó chơi chứ dễ thương lắm. Em không thích đàn ông gì? Không thích người vô duyên hả? Vô duyên. Có không? Em cực kỳ vô duyên luôn. Trời gì nữa? Ít nhất là cũng khỏe. Ốm yếu quá hả? Ốm yếu em không thích. Có ốm yếu không? Anh nhìn thấy em thì chắc là cũng ốm. Quá yếu.
Nãy giờ em không thích hai cái có hết. Không, cái vụ yếu đây chị sẽ kiểm chứng cho. Ừ. Rồi bây giờ em yêu cầu người yêu của em phải phục vụ em những gì cho mình có thể mình vui. Rủ em đi chơi, nấu cơm cho em ăn, chọc cười em câu. Ủa, dễ vậy đó hả? Trời ơi, tôi dễ ẹt không ngồi ơi. Dễ tính lắm. Được đúng không anh? Được. Dễ tính lắm mà sao ế ta? Hồi đó giờ toàn đi cua người ta không hả? Dạ đó. Chưa ai cua em hết hả? Thì đó, mấy bạn kia em dễ tính quá, mấy bạn sợ. Cái mẫu bạn trai em thích là cái người như thế nào? Qua coi nè. Cao hơn em một chút. Em cao mét mấy? Em cao mét 55 thôi. Bạn cao khoảng mét 65 trở lên là được. Ok. Cao cao vai rộng, ngồi đằng sau xe ôm xuống chị. Mày ôm cứng ngắc luôn. Cười đẹp. Yêu cầu cao nhất là cười đẹp. Cười sao là đẹp? Ghê hay là không ghê? Cười coi. Cười. Có duyên lắm á. Thích hoa hậu thiệt hay chơi? Hoa hậu thì chắc chắn là em nghĩ là ai cũng thích rồi. Nếu mà bảo không thích thì đó là cái sự giả dối. Muốn lấy vợ hoa hậu luôn hả? Các bạn, ôi nếu được là đồng ý liền. Chị là nói thiệt mà anh Linh nói giỡn. Giỡn nói. Nói thiệt kìa. Nếu được thì lấy và không được thôi. Em không thích cái gì á người bạn gái? Em không thích là bạn gái là dữ quá, không biết quan tâm tới người khác. Em nghĩ sao nếu mà trong một cái sự bất đồng quan điểm cãi vã mà bạn tay lỡ tay tát bạn trai một cái bóp? Chắc là hai người ao luôn. Không, không được. Nếu ai đó tát mình một bên, mình đưa má bên kia tát luôn. Đúng rồi. Chứ ai lại ao luôn. Có tát lại bạn không? Em không bao giờ đánh phụ nữ. Đánh có lợi đâu đánh. Nó ao một cái là bạn ao luôn. Em đi nay có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có. Dạ em chào các chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, dạ chào khán giả. Là em của chị, mình cảm nhận cái bạn của chị mình được hay không chứ? Theo ý em lúc nào em cũng là chị em cứ quyết định đi. Cái đó để cho chị em có các khách quan để đánh giá. Nhà trai thì sao bạn? Dạ em có anh bạn đi cùng. Anh thấy bạn gái này như thế nào? 29 gặp 30 là được rồi chị. À. Quan trọng là hai bạn có tiến tới với nhau hay không thôi. Rồi cảm ơn hai bên đàn trai và đàn gái. Thôi giờ mình kéo màn cho hai người nói chuyện. Không đúng, em thấy cặp này mình không có ý kiến gì nổi đâu anh Linh à. Chỉ để cho hai người này gặp nhau thôi. Kéo màn. Chỉ có 2 phút thôi nha, đánh nhanh rút gọn. Em có bộ hoa các bạn. Bạn nói trước đi. Không phải, tại vì cái lúc mà đưa ra tiêu chuẩn bạn trai á thì mình có nêu cái tiêu chuẩn đó là ít nhất cũng phải có khả năng cõng bạn gái lên được 3 tầng lầu á, cho nên là mình thấy bạn hơi mỏng manh, mình sợ. Như bạn mình đáp ứng được, có thể là bình phương lên là 9 tầng. Có nổ quá không? Cõng thử đi. Thử đi. À, ở đây. Thử đi. Có gì đâu ngại. Thử coi nổi. Đứng đây bạn. Thử lên. Tiêu chí chọn chồng của mình mà. Thử lên. Nhào vô nhất, mau lên. Rồi vô. Rồi đi xuống đi lên. Xuống cầu thang đi lên. Đi tới đi lui. Đó. Rồi đi xuống đi lên nha. Thôi, để người ta nghe cái bịch vậy đó. Mệt quá rồi. Thôi nói chung cũng được, cũng khỏe. Cũng khỏe. Được không? Dạ khỏe. Rồi vậy được rồi, tiêu chí đầu tiên được. Cảm nhận về nhau đi bạn. Mình thấy bạn cũng xinh, khỏe. Chưa có hậu được chưa? Được, nhưng thi ở trong lòng em là được. Bạn đợt trước học luật gì? À, mình học luật thương mại. Đợt trước ấy là mình thi không đậu. Sau đấy là mình đi nghiệp vụ. Rồi mình mới quay lại học. Ở đây không có chuyện nói chuyện học. Ở đây nó nói chuyện tình yêu. Theo mình ấy, là cái quan niệm về tình yêu là cái sự hy sinh. Đỉnh cao của võ công là tốc độ. Đỉnh cao của tình yêu là đức hy sinh. Được hy sinh cho người mình yêu ấy, đó là cái điều vĩ đại nhất và hạnh phúc nhất. Bạn tức hy sinh gì cho người yêu ta? Nếu mà hai người đã yêu nhau rồi, thứ nhất mình phải nhường nhịn và biết chia sẻ. Bạn biết nấu ăn không? Có, mình biết. Nếu bạn không biết nấu ăn ấy, thì nếu mà hai người thực sự yêu nhau rồi, mình có thể là đầu tư cho bạn một khóa là khoảng 20 triệu cho bạn đi học một bếp trưởng luôn. Nhớ nhà. Tôi tính là chừng nào kết hôn được nè. Bạn tính năm nào kết hôn nè? Từ giờ trở đi năm nào cũng được. Mình đâu có tính chuyện đó đâu. Thì mình cũng đặt ra là khoảng là 2 đến 5 năm nữa. Nếu được ấy, thì mình cũng sẽ cố gắng sớm hơn. Lớn tuổi quá để con khó lắm. Hãy nói một cái điều gì đó cho bạn ấy tin nào. Mỗi người một câu cuối cùng. Nếu mà chúng mình mà đến được với nhau ấy, nếu mà hai người mà có soạn cái nội quy hay là cái gì đấy thì mình sẽ là thực hiện tốt cái điều đấy. Thôi hết giờ. Suy nghĩ đi. Tự quyết định. 1 2
3. Hết thời gian. Hợp mà, vui mà. Hai người này lấy nhau vui lắm. Nào, nãy ẩm rồi, giờ nắm tay cái để mình cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt nào. Nói gì nói, chúng ta sẽ có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Chào cô gái, trời ơi, xinh quá à. Bây giờ em trai giới thiệu về mình đi. Lần đầu tiên thì cho phép em xin được chào anh Kiến Linh, chị Ngọc Lan và toàn thể quý khán giả có mặt tại trường quay. Chào nhà trai. Em tên là Tuấn và em năm nay 30 tuổi và em đang làm việc tại Bình Dương. Cái gì Tuấn? Nguyễn Văn Tuấn. Nguyễn Văn Tuấn làm Bình Dương, Tuấn làm gì Tuấn? Em nhận thầu cái công trình về đá Hoa Cương. À, xây dựng đó đúng không? Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Huyền Linh, chào xin bạn chào chơi em. Bên đó và chào toàn thể khán giả trường quay ạ. Em tên là Huỳnh Ái Vân, thì năm nay em 30 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Em quê là ở Bình Thuận nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở Bình Dương, bên đây ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi cũng không xa gì mấy ha. Được rồi, hai người cùng tuổi đó, 30 tuổi hết. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của Tuấn là gì? Ưu điểm của em thì về tính cách thì em là một người rất chi là hiền, hòa đồng, dễ gần, giao tiếp tốt, luôn biết lắng nghe những cái lời phê bình để khiến cho bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Rồi. Về năng khiếu thì em có thể là hát cũng như làm thơ. Hay quá. Dạ. Hai cái điểm này là cộng thêm nhiều lắm á. Mình hát thử một câu coi. Vậy thì em xin phép chương trình nhà. Hát hát lớn vô khúc. Dạ. Nhà gái nghe luôn coi. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ấy nhắn theo sông. Thuyền ở ngoài khơi, bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi. Thanh xuân em còn nữa đâu anh, mất nữa đời em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Hay quá. Đủ như đó gửi nhà gái rồi đó. Dạ, cảm ơn nhà trai. Ủa nhà trai nãy giờ có cái khuyết điểm nào không? Mình nói luôn cho người ta nghe nè. Nói về nhược điểm thì em cũng khá là nhiều. Bình thường thì em rất chi là hay bị quên. Nhiều khi để một cái vật gì đó là cứ phải đi tìm. Đấy, quên là đáng buồn nhất nữa là có nhiều khi là cái người thân mà mình chơi lâu năm mà chỉ cần mình tầm 5-2 năm không gặp là mình cũng quên tên luôn. Thế là nhiều khi gặp thì cũng chỉ dám gật đầu không dám chào, tại vì nhiều khi chào sợ sai ấy, lại mình chửi. Cái đó cũng hơi nặng rồi đó nha. Gặp 10 chờ quen chơi với nhau mà 2 năm gặp mà hỏi là không gặp không biết là cũng hơi nặng rồi đó. Nhưng mà lâu lâu bất thình lình thì nó lại nhớ ra. Gặp người yêu cũ nhớ không? À, người yêu cũ có khi cũng quên. Rồi. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em thì là em rất là hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình và hay giúp đỡ rất mọi người. Có hát hay giống nhà trai không? Dạ, nếu mà hát hay thì thôi cho em xin phép. Không cần hay đâu, mình đâu phải ca sĩ đâu, sợ mình hát sao có hồn, hát sao để giải tỏa cái tâm lý buồn vui trong cuộc sống được rồi, phải không? Dạ, vậy thôi em không xin hát nhưng mà em đọc thơ. Rồi. Em xin phép đọc một bài thơ về con muỗi. Thơ này của ai em? Dạ, của em xin phép. Có tài nha. Rồi mời em. Nửa đêm nằm ngủ một mình, bỗng nhiên muỗi đốt, giật mình nhớ anh. Muỗi ơi bay đến nhà anh, đốt anh một phát cho anh nhớ mình. Trời ơi. Em ơi, một chút nữa em viết cái bài đó em inbox cho chị nha. Dạ. Hay vậy ta. Rồi, như vậy là hai bên này cũng có tài thơ văn ha, cũng có tài ca hát được rồi, hợp lý. Rồi mình có khuyết điểm gì không cưng? Dạ, khuyết điểm của em cũng là hay quên. Trời ơi. Dạ. Trong văn phòng thì nhiều khi làm việc nhưng mà em gọi tên đồng nghiệp với em thì em phải loading nhiều. Chắc cũng phải là gần 10 giây em mới nhớ tên của đồng nghiệp. Chết rồi, hai đứa nặng bằng nhau. Vậy là hai bạn phải gặp nhau thường xuyên rồi chứ không thôi quên đó. Dạ không, chắc người yêu thì sẽ nhớ tên ạ. Được, hy vọng như vậy ha. Ừ. Em có mấy mối tình rồi Tuấn? Tình trường thì em chưa có một mối tình nào cả. Trước kia cái quan điểm về gia đình cũng có rất chi là sớm, là sẽ hướng tới là năm 30 tuổi thì bắt đầu mình với lập gia đình. Vậy nên mà cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà nó chỉ đến cái giai đoạn là tình bạn, trong đó thì giữ lại cái tình bạn đó tới 30 mà chưa yêu mối tình nào hết. Dạ. Còn trong trắng trinh nguyên luôn. Không, coi chừng em có yêu rồi mà em quên á. Chưa, xác định là chị Lan đi, chưa yêu chi. Quên đúng không? Không. Ai mà 30 tuổi mà chưa yêu? Không, cái này chắc chắn là chưa yêu thật. Thương thích thì có. Tức là có cà rút người ta đúng không? Dạ. Đẹp trai. Đúng rồi. Hát hay, dễ thương nữa.
Làm gì chuyện mà không có yêu? Không lẽ cực phẩm này để dành hay sao? Em tính để dành hả? Thường những cái người mà hiền lành hay ế vậy. Không, chị ế nhưng mà chị cũng dữ lắm. Chị không có hiền. Qua hỏi nhà gái cái tình trường nè. Phải không? Mời đi qua nhà gái coi cực phẩm của tôi ở bên đó. Nhà trai tôi là cũng sáng giá lắm á. Ôi trời đất ơi. Trời ơi. Ôi thôi, dễ thương nè. Cười tươi ha. Sáng dễ sợ luôn. Vậy đường tình duyên của em sao? Tính ra thì em được 2 mối tình. Một mối tình đơn phương và một mối tình quen nhau khoảng 6 tháng. Nhưng mà mới có 6 tháng rồi, chia tay không hợp hay sao? Thứ nhất là không hợp, cái thứ hai nữa là em cảm thấy bạn đó hình như là đang bắt cá hai tay. Em không thích điều gì ở đàn ông nè? Em không thích ở người đàn ông là gia trưởng. Tính toán, sống nội tâm quá thì em cũng không thích. Em có mẫu hình lý tưởng nào mà dự định đó là người chồng của mình không? Dạ, thì mẫu hình lý tưởng của em là anh Hương Minh đẹp trai của em. Trời ơi. Anh đó đẹp không? Đẹp lắm. Hả? Tôi cũng thích nữa. Tôi cũng thích nữa hả? Hỏi mấy chị dưới đây có ai thích, ai cũng thích nữa đúng không? Trời ơi, đẹp lắm. Anh này cũng đẹp trai. Nam thần đó. Nam thần hả? Ừ. Bên đây cũng nam thần chứ không phải giỡn đâu. Nói gì nói. Ơi, bây giờ tôi mới nghĩ ra nha. Hai bạn này hình như cái gương mặt giống nhau nè. Hai bạn này có tướng phu thê nè mọi người. Mọi người thấy không? Tí nữa mở rào cho đứng gần cho khán giả. Đúng vậy luôn á. Mình hỏi nhà trai nhà mong muốn nhà trai. Cái mẫu hình lý tưởng sao? Mẫu hình sao cưng? Có giống Suzy Shin không? Không cần tới vậy đâu chị ạ. Mẫu hình của em thì cũng khá đơn giản thôi. Chỉ cần một cao, ngoại hình thì cao trên 1m55. Từ hiền, hư tính là được. Thế lại biết nấu ăn thì càng tốt. Em thích về sạch sẽ. Vì như vậy thì chơi có sẽ hỗ trợ em. Thật ra em khỏi cần đưa điều kiện gì chân á. Anh đảm bảo với em nhà gái đầy đủ điều kiện luôn, vượt luôn điều kiện luôn. Dạ. Yeah. Tôi thấy hai bạn này là có tướng phu thê là hợp tôi thích. Lý. Đẹp. Bây giờ em gái đi với ai? Bạn thân của em. Bạn thân hả? Chào chú Nguyên Linh, chào chị Ngọc Lan, chào mọi người ạ. Em là bạn của Vân. Thì Vân là một người tính cách rất là trẻ trung, năng động, có trách nhiệm cho công việc. Thì em thấy cái anh bên cạnh này thì thấy ảnh cũng tính cũng thật thà, hơi rụt rè. Nhưng mà bạn em thì tính rất là nhanh nhẹn, cái gì là bù qua sớt lại. Nãy chú Nguyên Linh có nói là tướng giống phu thê, thì em thấy cũng có giống. Nếu mà được thì hai người nên cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Nhà trai đi với ai cưng? Em hôm nay em đến trường quay với lại hai em trai. Chào em trai. Dạ, xin được chào MC Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Và chào tất cả quý vị trong trường quay. Nhận xét về anh trai của mình á, nào giờ là anh rất là hiền. Có mỗi cái nhược điểm là rất là nhút nhát. Nhút nhát tới bây giờ là 30 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lập gia đình, ba mẹ hối hoài à. Em thấy hai anh chị rất là xứng đôi, rất là có tướng phu thê, em rất là ưng ý. Và em đảm bảo với chị luôn là nếu mà hai người cho nhau cơ hội á, thì đảm bảo chị sẽ về nhà ăn hiếp được anh bất cứ lúc nào. Nào, mở rào. Mời hai bạn. Bắt đầu đi em trai. Trời tặng quà. Em cũng có món quà em gửi tặng anh. Em có cái viết mấy cái tay thì có thể hy vọng là anh có thể dùng trong công việc. Trời ơi, trên đường đi thì anh cũng có kịp làm một bài thơ. Bài thơ tặng cho chương trình cũng như tặng cho em. Anh xin phép được đọc bài thơ đó luôn. Đã cất công tới chương trình, anh đây không muốn mình về tay không. Tình mình ai đấy đều mong. Xin em đừng chớ nói không vội vàng. Chị Ngọc Lan duyên dáng dịu dàng, anh Quyền Linh đàng hoàng đẹp trai. Hai người nổi tiếng làm mai, sợ gì hạnh phúc tương lai không thành. Trời ơi, cảm ơn em. Hay quá. Hay quá đúng không? Dạ. Bây giờ để chứng minh cho cái việc mà anh Quyền Linh nói là hai bạn có tướng phu thê, hai bạn đứng sát vô rồi hướng mặt ra khán giả. Mọi người cho một lời nhận xét đi ạ. Đúng không ạ? Quá đẹp. Trời ơi, hợp lý ghê thôi. Rồi, hai bạn này ghế ngồi đi nào. Chúng ta trò chuyện chút xíu rồi mình quyết định ha. Hai bạn cảm nhận về nhau đi. 30 năm trước ta chưa gặp, 30 năm sau đó gặp tại đây đó, cảm giác thì sao? Lần đầu tiên gặp thì em cảm nhận anh như nào? Dạ, em thấy anh cũng khá là đẹp trai. Nhưng mà em thấy anh hiền thiệt. Đúng thật, anh cái gu hiền mà cảm thấy mình cái kiểu thích cái sự lãng mạn, cái sự nhẹ nhàng. Anh cũng không thích những người đàn ông gia trưởng. Anh tìm một người con gái mà
và mình thích cái sự bình đẳng và thông cảm cho nhau là nhiều, cái gì cũng có thể san sẻ được. Thì lần đầu tiên anh gặp em thì anh cảm thấy như thế nào? Anh bị thích bởi nụ cười của em thôi. Còn về thời gian thì anh sẽ tâm sự với em nhiều hơn, anh trai em nhiều hơn. Anh thấy em rất là xinh. Dạ, em cảm ơn anh. Em ở Bình Thuận à? Dạ, em ở Bình Thuận ạ. Hiện tại em đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang ở Tân Phú và làm việc ở Phú Nhuận ạ. Bình Phú à? Bình Phú với Bình Dương thì cũng không xa lắm. Dạ, thì bạn của em cũng ở Bình Dương thì em cũng hay lên xuống Bình Dương chơi. Thì bao nhiêu lâu thì hai bạn có thể tiến tới, nhà trai có thể tiến tới với nhà gái? Nếu mà hợp nhau á, thì anh chỉ muốn mình quen biết nhau khoảng tầm 1-2 năm nữa thôi là mình xác định tới hôn nhân. Về sinh con thì tầm 1-2 đứa là được rồi. Dạ, cái đó cũng là quan điểm của em. Đúng rồi, 1-2 người là được rồi. Gia đình anh thì có một, có bà, có mẹ. Tức là tình yêu thì đó là tự quyết, không có ép buộc hay không có cái vấn đề gì hết. Thì không biết là cái nếu mà vậy thì khi về thì có phải làm dâu không? Làm dâu à? Theo quan điểm của anh thì làm dâu được á thì là cái tốt, nhưng mà dâu á thì mình có thể là ở bên nội một vài tháng hay gì đấy. Nhưng anh thì anh vẫn thích độc lập hơn, là muốn hai đứa ở riêng chứ cũng không muốn làm ở với ba mẹ. Còn hai đứa thì cố gắng ra ở riêng thì càng tốt. Bây giờ em tiến tới nắm tay cô gái đi. Em mong muốn là bạn gái sẽ về nhà chung sống với mình như thế nào? Tức là muốn nhường nhịn cái gì hay là có ghen tuông hay không, cái gì đó em hãy nói hết đi. Đó, nắm tay cho bạn gái. Cho phép anh nắm tay em. Đó. Nắm một tay rồi. Không, đứng nắm hai tay. Hai tay luôn. Nắm gì mà như bắt tay vậy trời? Đây là nắm hai tay. Đó, chưa nắm tay lần nào đó, đưa hai tay nắm luôn. Anh thích một người con gái, ví dụ là về nhà thì không quá chi là bận tâm vào những cái vấn đề đúng sai. Anh không thích những cái vấn đề cãi nhau. Cãi nhau quá nhiều, à đúng hay sai không quan trọng. Thích một cái gia đình không bao giờ có cãi nhau thì càng tốt. Bảo thủ á, anh thích một người như thế. Anh thì là một con người rất chi là muốn hoàn thiện cho bản thân. Anh sẽ luôn đi tiếp cái ý kiến của em, cảm thấy sai sẽ cố gắng hoàn thiện. Ngược lại em muốn gì nói với anh đi. Dạ thì đối với em thì em muốn một người chồng thì biết chung thủy. Em cũng không thích người chồng hay ghen, nhưng mà em sẽ cố gắng là không dính hết tất cả các mối quan hệ để cho anh hiểu lầm. Thật ra thì anh nghĩ là anh sẽ không bao giờ ghen, bởi vì trước giờ anh còn những tình yêu rất là rõ ràng. Tức là nếu đã là của mình thả ở đâu cũng không mất, và nếu đã mất thì anh sẽ bỏ luôn. Cái đó là mình. Bởi vậy nên chung thủy thì chắc chắn em không phải lo. Nhà trai nãy hát hay quá ha. Bây giờ mình hát thêm bài nữa, giờ mình làm mình tặng trực tiếp cho nhà gái đó, chứ không phải là tặng cho chương trình. Bài hát Tỏ Tình. Cảm ơn em đã thương anh, thanh xuân này chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phú thế, cả đời này không ai thế thay. Hỡi người anh yêu thương, anh thương em là cả cuộc đời. Anh này mấy mốt mà hả, cô gái mà giận là anh chỉ cần anh hát thôi là cổ tay anh chảy liền. Được rồi, các bạn về vị trí đi. Thật kỹ và sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, hãy đan tay vào nhau thế này. Đó. Rất đẹp đôi. Một nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của mình đó. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Tình yêu mãi mãi, hạnh phúc mãi mãi nha. Dạ, cảm ơn. Chúng tôi rất là mong chờ thiệp cưới của các bạn đó. Rồi. Thật sự đó. Đây. Mời em trai giới thiệu về mình. Lời đầu tiên cho tôi xin được phép là chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Quốc Tấn, năm nay 24 tuổi, hiện đang công tác tại Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 Quân khu 4, Bỏ quân đoàn 4. Em đến từ Đà Lạt. Rồi thôi, Cưng tự giới thiệu về mình đi nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Hiền Linh, anh Minh Cảnh và toàn thể quý vị khán giả. Con tên là Ngọc Trâm, năm nay con 22 tuổi, hiện tại con đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Tấn có những cái ưu điểm gì, giới thiệu mọi người nghe đi. Dạ, con thì có
khá nhiều ưu điểm. Nhưng khá mà con nhiều. Nghĩ là một từ tóm gọn được tất cả ưu điểm của con là con là một quân nhân. Quân nhân hả? Dạ, là nó tóm gọn được ưu điểm của con. Vì một cái quân nhân con thấy con được cái ưu điểm là phẩm chất đạo đức và chính trị của con là đã được kiểm duyệt. Đúng rồi. Sức khỏe của con thì cũng đã được quân đội rèn luyện qua. Con cũng không hút thuốc, uống rượu. Và tất nhiên là một người quân nhân thì phải có những cái tài lẻ nhất định. Nhưng con cũng thích hát. Chính xác. Chơi các loại nhạc cụ. Và con cũng biết chụp hình. Thể thao cũng tốt nữa ha. Dạ. Có khuyết điểm gì không Tấn? Dạ, con cũng có cũng tương đối nhiều khuyết điểm. Ví dụ? Ví dụ như là con bị nhát gái. Nhát gái? Cái đó không phải khuyết điểm. Cái đó dễ thương á. Nhiều cô gái mới thấy mấy con... ngày nay nhát gái là cổ còn khoái nữa. Hay gặp mấy bạn nữ con hay bị rung hả? Dạ. Chưa gặp mà rung vậy rồi. Đó, khuyết điểm nhát gái vậy thôi, còn ưu điểm là quân nhân. Tôi nói thiệt luôn nha, nãy giờ tôi đàn gái nè, tôi với bạn gái bên đây là không nghe một cái gì luôn á, coi như là hai người ngóng ngóng qua bên kia mà thực sự mà nói muốn gãy cái ghế luôn á, té ghế luôn mà không nghe được. Hả? Ừ. Bên đây là ưu điểm là quân nhân có đầy đủ những ưu điểm, những cái phẩm chất đó là kiên cường bất khuất ha. Rồi á là gọi là gì, kỷ cương rồi kiên định rồi nói chung là đầy đủ hết trơn á. Không phải lo gì hết, không có thuốc, không có rượu gì hết luôn. Coi như là toàn ưu điểm thôi phải không? Ưu điểm không? Không có khuyết điểm luôn đúng không? Có khuyết điểm là hơi nhát gái thôi. Hơi nhát gái thôi. Rồi bên phe ta, con nói lớn lên được. Dạ, ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng, dễ bắt chuyện. Ngoài ra thì có biết được một học, em con chuyên ngành là tiểu học á. Con biết mỗi thứ một chút như là hát, nấu ăn, múa, thêu, đánh đàn con cũng biết. Nhưng mà mỗi là công dung công hạnh đủ cả. Nhưng mà mỗi thứ con biết chút, không giỏi. Thôi vậy là quá nhiều rồi. Dạ. Thực sự trong cái thời điểm hiện đại này thì những người phụ nữ mà biết tất cả những cái mà như con vừa nói á là cũng không có nhiều đâu nha. Dạ. Rồi ngoài ra thì con có khuyết điểm gì không? Dạ, xấu ăn xấu ngủ. Xấu ăn xấu ngủ hả? Dạ. Con có con có bị nhát giống như bạn bên kia không? Nhát hả? Chân con chỉ nhát lúc đầu thôi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Còn ủa, xấu ăn xấu ngủ là sao? Dạ, xấu ăn có nghĩa là con thì thường hay bỏ cử, nhưng mà ăn thì ăn lắc nhắc hết chút. Rồi xấu ngủ là mỗi lần con ngủ thì con hơi ghét, con đạp người ghê lắm. Ba mẹ con không ai dám ngủ con á. À vậy đó hả, con đạp người hả? Dạ. Ồ vậy hả? Dạ. Tức là trong giấc mơ á, là con mơ rồi con mới đạp hay là con không mộng mị gì con vẫn đạp như thường? Dạ đúng rồi, tại vì con hay ngủ với gối ôm. Thì con gối ôm là đâu phải người đâu nên con đạp riết con quen luôn. Vậy đó hả? Dạ. Vậy là mệt rồi đó. Tấn mai mốt về ngủ là bị đạp vậy lắm á. Thôi này, không sao, nó dễ thương mà. Này chắc bị dễ thương gì, đạp người mà dễ thương gì. Ta đạp trong giấc ngủ thôi mà. Cái gì? Ta đạp trong giấc ngủ thôi mà, dễ thương. Trong giấc ngủ lỡ bây giờ có chồng rồi mình đạp chồng rồi sao? Đâu có sao, còn cái người ta không ngủ mà ta vẫn đạp. Cười quá, bây giờ mình phải tính là lý do tại sao lại như vậy. Có nghĩa là nhiều khi con bị ức chế một cái gì đó ban ngày. Dạ. Đó, ví dụ tại vì cô giáo mầm non đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, nhiều khi cô giáo mầm non nhiều khi mệt mỏi quá, nhiều khi bực bội quá. Mình cũng đâu thể nào mà gọi là bạo lực để mình xả ra được đúng không? Mình cứ phải nhịn hết. Dạ. Thế là tối con xả. Cô đã hiểu rồi. Chào cưng. Thưa cô. Nghe sợ không? Tối ngủ đạp văng xuống đất. Chuyện đó xảy ra thường xuyên, cưng có sợ không? Nghe cũng sợ sợ cô ạ. Sợ sợ hả? Gì đâu sợ, đạp cô chỉ cho gì đâu sợ. Cái bệnh này chữa được, cô chỉ cho. Tại vì bạn đi dạy nhiều á, hiểu không? Rồi lúc nào bạn cũng phải gọi là kềm hãm rồi cái bản năng của mình lại, nóng giận bạn cũng không bao giờ bộc lộ ra. Thì thành ra là tối về nó đi vào trong cái giấc mơ. Thì bây giờ khi mà có con rồi thì con cố gắng con giải tỏa tất cả những cái điều đó cho bạn lúc còn thức. Con hiểu không? Đó là khi bạn xả ra hết rồi là buổi tối bạn vui vẻ, bạn yêu đời vậy đó con. Không sao cô, con sợ thôi nhưng con cũng khỏe lắm. Chịu con được. Cũng khỏe, con chịu được đúng không? Cưng ghê không? Đó, bởi vì chú bộ đội đáng yêu là chỗ đó đó, chịu được hết á. Sao nè, cưng có mấy mối tình rồi? Dạ, con trải qua được một mối tình. Một mối tình, trước quân ngũ hay là khi vào quân ngũ? Dạ, vào quân ngũ rồi chứ. Vào quân ngũ mới có, là được mấy năm? Dạ, con được một năm rưỡi. Quen được một năm rưỡi, dạ. Rồi xong rồi chia tay lâu chưa? Dạ con chia tay chắc được 3 năm rồi. 3 năm rồi, lý do con chia tay vậy? Dạ tại vì do môi trường đặc thù nên con không quan tâm chăm sóc được cho nên là mọi người mới ngã. Con không có thời gian chăm sóc nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Cô bạn đó là ở ngoài chứ không phải là trong quân ngũ như con hả? Dạ cô bạn đó ở ngoài. Vậy đó hả? Là lý do là không có thời gian nhiều. Con nghe vậy con thấy sao?
Dạ thì bình thường thì quân đội cũng hay không có thời gian. Tự bản thân mình cố gắng, cả hai bên cùng cố gắng thôi ạ. Khi mình xác định là mình đã yêu bộ đội là mình phải hiểu được cái điều đó, điều đó, điều cơ bản đó. Dạ. Đó, không thể nào có những thời gian như người bình thường được, đúng không? Dạ đúng. Vậy là con yên tâm, bạn hiểu rồi, bạn mới đến đây gặp con nè. Nha. Sao? Qua đây coi nhà gái tôi chứ sao? Nhà trai tôi cũng đẹp trai lắm mà. Ủa tôi có chê đâu, tôi chê hồi nào vậy? Để tôi coi, coi nè, lấy chồng bộ đội á, là được cái hay nè. Không có thời gian thì không phải lo gì hết á, không phải sợ đi cô gái ngoài nè, không có sợ ăn chơi nhậu nhẹt nè, không có sợ gì hết trơn á. Lấy chồng bộ đội á. Dạ, cho chú. 22 tuổi đó. Trời, dễ thương quá. 22 tuổi cô giáo tiểu cô giáo mầm non. Vậy đó. Là đúng rồi, cô giáo lấy chồng bộ đội là được rồi. Dạ. Mai mốt mà con cái để vào cô giáo lo ha. Con nói về tình yêu của mình cho bên đàn trai nghe đi. Dạ thì con cũng trải qua cũng một mối tình thôi ạ. Một mối. Dạ, bao lúc, lâu? Dạ một năm. Một năm. Quen hồi năm 3 đại học ạ. À, dạ. Mối tình đầu ha. Dạ mối tình đầu. À, vậy con còn trẻ quá mà. Quen được bao lâu? Chia tay bao dạ, lâu một rồi? Năm à. Một năm chia tay bao lâu? Dạ chia tay được một năm rồi. Năm rồi hả? Dạ. Rồi bây giờ thì con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ bạn đó phải cao hơn con xíu, tại con cũng hơi cao á. Con cao nhiêu? 1m65. Sao mấy con? Còn 68. 68 cao hơn được 3 phân. Cũng có. Trời, cao hơn. Con yên tâm đi. Dạ. Đây nè, cô 1m67 nè. Nhưng mà may mắn ông mối ông cũng nhỉnh nhỉnh hơn cô được một chút. Dạ. Bình thường ông đi giày độn ông cao hơn rất là nhiều luôn á. À, con thích đàn ông sao nữa? À, vũ phu. Vũ phu. Dạ, gia trưởng nữa. Bộ đội thì không có chuyện đó đâu. Dạ ngoài ra cũng hỏi cho chắc ăn đi. Con có vũ phu không? Nghĩ sao bộ đội vũ phu. Con có gia trưởng không? Có đâu. Dạ không. Không. Chú dạ. Khẳng định là không, không làm yên tâm rồi. Con muốn một mẫu hình lý tưởng nào mà con có thể hướng tới? Gọn gàng sạch sẽ là được rồi. Không có một em con không có mẫu hình lý tưởng. Con muốn đẹp trai không? Con dạ đòi không. Hỏi phải đẹp trai không? Dạ không. Không. Dạ. Đòi hỏi là có duyên không? Có duyên. Dạ có, tại vì con thích một người hài hước một xíu. Hài hước. Dạ. Mà duyên dáng giống chú Quyền Linh vậy đó phải không? Dạ. Có gì hơi lầy hơi lố chút xíu thôi nhưng mà vẫn có duyên. Dạ. Cảm ơn à. Rồi bây giờ này nè. Bây giờ là chú xem hỏi ý kiến người thân coi làm sao. Dạ. Vì vậy bên đây ta chưa nói. Đã ước chưa, mơ hả? Ước mơ của người ta để tôi hỏi chứ. Hỏi đi. Hỏi bên đàn trai chứ. Đó bây giờ con nghe những gì mà bạn bên đây nói á, thì là con thấy mình có khoảng bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ con thấy con chắc 100% rồi. Trời ơi. Không có ho, không có gì ho hết trơn, bình thường. Người ta đáp ứng nhu cầu bình thường, không có gì ho hết trơn á. Đàn trai người ta có quyền tự tin điều đó. Ủa tôi ho gì vui mừng được không? Ủa mắc cười quá, vui mừng mà ho. Ủa nhiều khi vui mừng sặc nước miếng cũng ho à, ngộ lắm. Lạ. Ủa Linh trời. Chưa có cái cảm xúc đó ư? Thằng trai tôi dễ thương lắm, dễ cưng lắm á. Ừ. Hiền lành, nhút nhát. Nói nghe nè con hình dung về cái mẫu bạn gái của con á, ở bên hàng rào bên đây nè, cái cô bạn này nè, cổ là người như thế nào? Dạ theo con hình dung thì chắc bạn nữ bên kia là người cũng dễ thương. Hoạt bát. Nói chung là con nghĩ là sẽ là giống cái mẫu người con gái mà con đang nghĩ trong đầu không? Có phải không? Vậy là con thích con gái tóc ngắn hay tóc dài? Dạ thực ra thì con cái đó không quan trọng. Con không quan trọng. Rồi con thích da trắng hay da nâu? Dạ thì màu nói chung con da con đen quá rồi cho nên là bạn nữ thế nào cũng trắng hơn con nữa. Con đúng yên rồi. Tâm chắc chắn là người này trắng hơn con rồi ha. Trắng hơn con là được. Trắng hơn con là được rồi. Vậy là con thích người phụ nữ ốm hay mập? À, mập vừa dễ nhìn là được. Vừa dễ nhìn là được rồi ha. Ok vậy là con cầu được ước thỏ đó. Cận xíu được không? Không có cảm tình với người đeo kính cận. Wow, như vậy là điều ước của con sẽ thành hiện thực. Được rồi, tôi thấy đàn trai với đàn gái cũng ổn định rồi đó. Bây giờ mình cho người thân gặp mà ý kiến đi ha. Ok. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ con đi với mẹ với dì ạ. Bạn à. Rồi xin mời nhà gái. Mẹ ha. Trời ơi con gái giống mẹ quá trời luôn à. Chào anh Quyền Linh và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Và chào bên nhà trai. Theo mẹ thấy thì cái cậu này cũng hiền. Mẹ thấy cũng được. Thì ăn thua theo ý của con. Thì hai con cho nhau một cơ hội. Khi nào mẹ cho con gái lấy chồng? Còn bao nhiêu năm nữa?
Tùy thích cho con à. Ví dụ năm sau được không? Được không? Được. Được hết trời ơi. Tùy con mà, tùy con mà. Rồi, cảm ơn thằng gái. Em trai, em đi với ai? Dạ, hôm nay con đi với thủ trưởng và mẹ và bạn. Rồi, xin mời thủ trưởng. Là hôm nay đi với thủ trưởng thôi, không có đi với gia đình. Có gia đình mẹ nữa. Với bạn. Thủ trưởng đâu, mẹ đâu? Dạ, mẹ con ngồi kia. À, mẹ. Mẹ, mặc áo dài đẹp đó. Mời thủ trưởng. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Yêu thương. Tôi Lê Trọng Khánh, Phó Chính ủy Trung đoàn, là thủ trưởng của em Tấn. Nói chung là hôm nay là đại diện cho chỉ huy đơn vị đi theo cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của hai MC. Thì tôi thấy là rất là vui. Và đặc biệt là xin giới thiệu với gia đình gái và em gái ở đây là em Tấn, là người rất dễ thương, quê là Đà Lạt, Lâm Đồng. Và đặc biệt là bố của đồng chí Tấn là đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Và đồng chí Tấn là cũng là người rất là tốt. Đặc biệt là 2 năm ra trường vừa rồi, đồng chí Tấn là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và tôi nghĩ rằng á, là có một câu nói là bộ đội mà lấy giáo viên, gia đình hạnh phúc, sự điên cả người. Chúc hai em là nhiều sức khỏe và đạt được theo cái mong muốn của mình. Xin cảm ơn chương trình. Thôi thủ trưởng. Mời mẹ đi, hôm nay thủ trưởng hôm nay được mùa quá thủ trưởng, cả ai là trúng đó. Thủ trưởng duyên dáng ghê á. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Tôi tên là Hoàng Thị Phương Thảo, đến từ Đức Trọng, Lâm Đồng, là mẹ của đồng chí Nguyễn Quốc Tấn. Cảm nhận ban đầu của tôi về bạn gái này thì bạn gái rất là xinh đẹp, thùy mị, thân thiện. Còn với bản thân tôi thì tôi tin vào duyên số, nếu mà hai con có duyên sẽ đến được với nhau. Và nhất là nếu là con á, mà có duyên với Tấn á, thì cô hy vọng là con sẽ là một người phụ nữ dũng cảm này, bản lĩnh này, kiên cường này. Hơn cả đồng chí Tấn nữa. Làm vợ người lính phải cần những đức tính đó thì mới được á con. Là phải giống cô là cô cũng là vợ của người lính ha. Rồi cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu đi Tấn. Dạ cho em gửi anh. Cái này anh coi chùm rớt. Cái này đã có chưa? Dạ có. Đây đưa bà gấu đây cô cầm cho. Con. Dạ. Đưa bà gấu đây cô cầm cho. Dạ rồi con gửi. Rồi tặng cái gì đó Tấn? Dạ con hôm nay thì cũng gửi đến bằng được món quà mặt đầu tiên là một con gấu bông. Dạ. Con gấu này thì con cũng mới mang từ nhà lên. Thực sự là đến chương trình là rất muốn mong là lấy con gấu bông đó đổi lấy một gấu lớn hơn mang về. Còn món quà của con? Dạ con món quà của con là con tự tay thêu à. Thêu là một chú bộ đội với lại một cô bé. Tuy là có hình trái tim ở giữa, có nghĩa là tuy mà xa nhau thì xa mặt nhưng mà không cách lòng mà. Dạ mong là anh thích món quà đó. Rất thích. Dạ con. Rất đẹp. Mai mốt về thêm cái chữ Tấn với lại tên bé tên gì của cô quên. Dạ tên Trâm à. Tấn với Trâm vô. Dạ. Rồi, đưa cho chú coi nào. Thiếu hai cái chữ. Trời dễ thương quá. Hình Tấn dễ tròn quay luôn ha. Cưng dễ sợ luôn. Rồi Tấn với lại Trâm. Dạ. Để đây. Mai mốt về mình trưng trong nhà ha. Đẹp quá. Rồi hai đứa trò chuyện đi. Dạ chào anh. Dạ anh cảm thấy em thế nào? Anh cảm thấy em là rất là dễ thương. Và cách nói chuyện cũng như gặp mặt thì em thấy em là một người rất hoạt bát. Và vui tính. Thì cảm thấy là rất thích chỗ này, nó có rung rinh. Em có biết là trong quân đội là thường thì sẽ không có thời gian nhiều. Em muốn hỏi anh là nếu mà mình quen nhau thì anh sẽ dành thời gian em cho em như thế nào ấy? Thì như mình mình cũng nói rồi đó, mình là quân nhân thì có những ưu điểm cũng có một hạn chế nữa. Thì cái hạn chế lớn nhất của mình đó là tình yêu mình dành cho nhiều nhất là yêu đất nước. Cho nên là ngoại trừ thời gian dành cho đất nước thì tất cả thời gian là dành cho
Nguyễn Bình Thương. Dạ. Đồng chí Tấn, tôi đề nghị đồng chí xưng bằng anh nha. Vậy... không có mình nha, anh. Vậy anh bảo vệ đất nước, em bảo vệ em. Em bảo vệ anh. Vậy, à, với lại em có một câu hỏi nữa là à, khi mà nếu mà hai đứa cưới nhau á, nếu mà được thì hai đứa cưới nhau, à, nếu mà có một vấn đề mâu thuẫn xảy ra mà lỗi là do em, nhưng mà lúc đó thì kiểu như là em không nhận ra, nên em cần thời gian để bình tĩnh, thì anh sẽ xử lý như thế nào? À, như anh thì thường ở nhà những vấn đề như vậy thường anh sẽ im lặng. Dạ. Không nói, đợi khi nào qua chuyện rồi xong rồi mới nhắc nhẹ nhắc khéo xong. Dạ. Và dạ. Anh cũng có cũng muốn hỏi em là nếu dạ. như là mình đi lên với nhau thì liệu em có, tại vì anh cũng có từng trải qua một mối tình rồi mà người ta cũng dạ. không có chịu được cái khoảng cách xa giữa người con đội cũng như tính chất, thì không biết là mình có thể thông cảm cho anh được vấn đề đó hay không? Dạ được ạ. Tại vì nếu mà anh không có thời gian xuống thăm em thì em có thể lên thăm anh. Cái thứ hai là nếu như mình có thể tiến với nhau thì khoảng mất thời gian bao lâu thì mình có thể đi tới hôn nhân được? Mẹ em cũng hối lắm mà. Mẹ kêu là trong vòng 2-3 năm nữa không cưới thì mẹ cũng đuổi rồi. Cảm ơn. Dạ. Rồi hai con quan điểm thế nào về chuyện hôn nhân gia đình? Dạ. Trao đổi với nhau cho nghe đi. Dạ, dạ. Anh thì anh nói trước đi. Dạ. Đối với anh thì quan điểm về hôn nhân gia đình thì đối với anh thì nhà là nơi bình yên. Dạ. Để mình trở về sau những ngày công tác mệt mỏi cũng như công việc mệt mỏi, đó là nơi bình yên mình trở về để là tiếp thêm năng lượng cũng như là làm thăng hoa cuộc sống này hơn. Dạ. Đối với em thì là gia đình sau hôn nhân là nơi để chia sẻ thông cảm, cũng như là những khi mình gặp khó khăn thì còn có người ở bên cạnh động viên, cũng như là chia sẻ những khó khăn. Dạ. Dạ. Rồi có chuyện ghen tuông thế nào, trao đổi luôn đi, ai ghen sao, có ghen hay không? Em dạ em thì người khá ghen. Nhưng mà ghen thì em không có nói ra mà kiểu im lặng thôi à. Mỗi lần mà em im lặng xong rồi khi mà em thấy đủ để thời gian để suy nghĩ thì em sẽ tự nói, tự làm hòa. Có anh cũng người cũng ghen nhiều lắm. Nghe là anh ghen, lúc đó là anh dễ xử lý cái người làm anh ghen. Trời anh Tấn. Sao ghen dễ vậy ta? Anh Tấn. Ghen là coi như là con chịu đựng, con âm thầm chịu đựng tới chừng dạ. thấy chịu hết nổi cái con làm hòa. Dạ đúng rồi. Trời, phụ nữ ghen dễ thương dữ vậy ta. Nhưng mà thực ra cái môi trường của hai đứa không biết ghen sao nữa. Bên đây là toàn các đồng chí trong gọi là trong quân đội toàn con trai thì cũng ghen được, bên đây toàn con nít thì ghen gì. Đúng không? Đúng rồi, dạ. Lâu lâu mới gặp nhau một lần nữa. Thì bởi vậy nhưng mà thực ra là cái vấn đề mà yêu xa đó là cái dạ. vấn đề ghen nó tương đối là nhạy cảm và tương đối là quan trọng đó nha hai dạ. đứa. Nói vậy chứ không phải vậy đâu. Dạ. Mình phải xác định, mình phải khi mà yêu rồi là phải tin. Phải tin con người gọi là người yêu của mình, chứ còn không á là đã xa mặt nhau rồi là dễ suy diễn lắm. Dạ. Từ suy nghĩ chuyển qua suy diễn xong bắt đầu là ghen tuông là rất là mệt mỏi đó nha hai đứa. Bây giờ tụi con hẹn hò sao mình chia sẻ với nhau đi. Tuần hẹn mấy lần hay tháng mấy lần gì đó. Thời gian dành cho nhau là sao? Trong đơn vị anh thì có khi nào thì có thời gian rảnh à? Đối với anh thì một tuần anh sẽ được mình một ngày. À. Nên là khoảng vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì đã cuối tuần. Nên là nếu mình có thể đến với nhau được thì anh sẽ dành thời gian đó cho em. Tại vì hiện tại mình vẫn được nghỉ nhưng mà anh chứ người yêu nên là ở lại dạ. công tác cống hiến cho đơn vị. À dạ. Dạ. Rồi quan điểm về con cái sao? Kinh tế gia đình ai giữ? Trao đổi luôn đi. Con cái thì em muốn hai con, một trai một gái thôi ạ. À. À, anh à. Anh thì trai con gái gì cũng được. Dạ em tới đây thì con có bài hát muốn gửi tặng anh. Con tặng anh đi. Anh ơi. Anh ơi sang nhà em chơi, ba má em đi rồi. Bao lâu ta chưa gặp nhau, em thấy nhớ anh điên đầu. Vậy thì hãy qua nhà em nhé, mình cùng trò chơi. Dạ, em quên lời. Dạ, xin lỗi.
Trời, cô ơi, cô ơi, bà nữ hát hay quá. Mà cái nữa con cũng đam mê âm nhạc, con thích lắm. Mà con cái là con hát không có hay. Con cứ hát, con mà hát hay không bằng hay hát. Cái con thích hay hát, con hát thích hát lắm. Nên thấy có nhạc cái là nói trong người nó lên. Thầy con xin phép cô gửi bà nữ một bài hát ạ. Đúng rồi, tặng đi con. Đứng lên nắm tay bạn gái. Đúng rồi, không có cảm phải mạnh dạn lên con. Đúng rồi, đó. Dạ. Sau đây anh xin gửi em một bài hát. Dạ anh run quá vậy. Thì anh nói là về nhát gái mà gặp con gái là dùng lắm. Dạ. Có người yêu chưa? Sao mỗi lúc tan ca chẳng thấy ai đón đưa? Phải chẳng là chưa tìm được người giống như em muốn chọn được? Người ngọt ngào giữa cơn mưa, yêu thương trọn vẹn. Không hát hay tâm sự vậy trời. Mãi yêu nhau sẽ chẳng bao giờ đổi rời. Kiếm tìm lâu nay tình yêu giấu chôn trong giấc mơ say. Có đâu nào hay ngoài kia đâu có ai giống như vậy. Dạ. Thầy đúng là hát cho nhau nghe nè. Chính xác luôn. Có hai đứa nghe thôi, không ai nghe một cái gì luôn. Tôi đứng kế đây tôi cũng không nghe luôn. Ráng con nghe lắm luôn. Giờ Tấn nói gì với con hiểu không? Cái đó là thay lời muốn nói đó. Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu. Nhưng mà Tấn hát con nghe không? Dạ nghe. Bài gì vậy? Nghe mà hơi rung rung xong cái đoạn khúc nghe khúc không á. Trời ơi. Nhưng mà kết thúc lại bên mà nghe khúc không. À, tại vì anh rung quá, em cầm rung rồi tay rung rung rung. Rung quá Tấn hả? Nhưng mà nè, kết luận lại là con nghe cái điều mà Tấn muốn nói với con là điều gì ở trong cái bài hát đó? À, kiểu tin tưởng quan tâm anh. Là anh hứa anh tin tưởng quan tâm con đúng không? Anh sẽ tin tưởng con và quan tâm con đúng không? Như đó là đủ rồi. Còn đổ mồ hôi trần mọi người. Hát con chút mà rung quá con hả? Con nhìn con đã rung rồi bác. Nhìn đã rung tay nữa con rung nữa. Bây giờ theo con á là cô thấy theo con là bây giờ nếu như mà cái nút mà nó trồi ra cái là con có bấm, con bấm liền không? Liền con. Bấm không cần đếm gì đúng không? Cần đếm luôn con, bấm luôn đó. Thằng con sao nè? Dạ. Thôi để tôi với ông thôi vô lãnh lương thôi rồi đi về thôi. Chứ giờ con thấy trong lòng mình sao? Tới tim mình sao rồi ta? Đập liên tục luôn. Liên tục. Có bao giờ con hồi hộp như vậy chưa? Chưa. Con bây giờ con có quân số mà con gọi là làm chỉ huy đó bao nhiêu rồi? Dạ con 30 người. 30 luôn hả? Dạ. Có bao giờ con rung trước 30 người đó không? Dạ không. Không hả? Vậy mà rung trước một con người một nhỏ người, bé này hả? Một người đó. Thì là được rồi đó ha. Thôi bây giờ thôi mình để tay nút bấm đi. Dạ. Chuẩn bị. Ai cảm giác mình phải bấm là bấm liền cũng được. Đó. Không cần đếm luôn. Đây đây con. Thì đây, chờ đây. Sau 3 tiếng đây, đếm. Bên đây bên đây. Đó, thích bấm thì cứ bấm nha. Đó. Cả hai đứa thích là bấm thôi, không cần gì hết. Hãy lắng nghe con tim của mình. Hãy lắng nghe câu chuyện tình yêu của hai đứa. Và hãy lắng nghe xem nửa bánh ghép của chúng ta có hòa quyện cùng với nhau hay không. Và sau 3 tiếng đếm, nếu đúng có những điều đó, chúng ta đừng ngần ngại bấm 1, 2, 3. Trời ơi, nó bấm mà muốn xúc ta luôn vậy đó. Trời ơi, chúc mừng. Hợp lý ghê nha. Linh xúc cái nút luôn á bạn. Xúc cái nút. Hợp lý quá ha. Hai đứa cưng ghê luôn nha. Trời ơi, thì cái gia đình mà thấy cảnh này hạnh phúc lắm luôn á. Mẹ ngồi với mẹ đỏ mặt luôn kìa. Hai đứa nó tìm được cái sự rung động đồng điệu với nhau rồi. Bây giờ Tấn hôm nay xin phép có mẹ ở đây rồi có mẹ bạn gái này nữa, xin phép gia đình hai họ cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Tụi con hứa với hai gia đình là sẽ làm điều gì đó. Ba mẹ của con cũng như ba mẹ của bạn Trâm là con xin phép hai gia đình mình là hôm nay con xin phép được chính thức hẹn hò với bạn Trâm. Thì con cũng không phải người giỏi ăn nói cũng, nên là con có một câu nói rất hay đó là lời từ trái tim thì nó sẽ đến trái tim. Đó. Nên là con nghĩ coi cái điều đó không cần phải lấy quá nhiều lời tha mỹ ạ. Cảm ơn ạ. Mẹ nghe không mẹ? Tử không nghe dịch lại cho. Mà nghe rồi ha. Rồi giờ tới con đó, con nói với mẹ của Tấn đi. Dạ, lại mẹ chào. Của mình nữa. Dạ con chào cô. Dạ con chào cô. Dạ con mong là nếu mà có được thì con sẽ được cô chỉ dạy thêm. Tại vì con cũng còn nhỏ, với lại mỗi thứ con chỉ biết chút thôi. Con cũng không quá giỏi giang nên con
mong cô sẽ bỏ qua. Trời ơi, cưng quá. Còn nhỏ quá mà. Hai bà mẹ đứng giao lưu gặp nhau cái đi. Trời đất ơi, kinh đất, bên đây có hai bà mẹ đi à. Cầm video đi đằng trai. Đằng trai cầm video nói một vài câu với đằng gái. Đây, đó, hai bà mẹ đó. Đứng ngay thảm đỏ luôn. Đưa cái video cho cô này luôn đi. Rồi, hai bà xui tương lai nào. Chào chị. Chị cứ yên tâm đi. Nếu mà bạn ấy có duyên với con em thì em sẽ yêu bạn ấy như con gái của mình. Vì em chỉ có một mình cháu Tấn là con thôi. Tại vì cháu còn nhỏ dạy mà cũng chưa có đi học, cũng mà cũng chưa có rành rẽ gì mấy. Nhờ có hai đứa có duyên thì nhờ chị chỉ dạy giùm nhiều hơn. Yeah. Hai người ôm nhau. Hai ôm nhau cái đêm à? Ôm cái trời ơi. Hai bà xui cũng còn trẻ quá trời của đất luôn. Hai bà xui trẻ quá. Rồi thôi, chúc hai con sẽ cố gắng tìm hiểu nhau và sớm về chung một nhà trong một ngày sớm nhất nha. Sao buông tay ra ôm kia rồi. Làm thủ tục đầu tiên đi Tấn. Đồng chí Tấn, tôi đề nghị đồng chí hôn cô gái này cái hôn đầu tiên. Cái sự rung động nó xuất phát từ trái tim nó rất là rõ ràng giữa hai cha con luôn ha. Rồi chúc cho hai con hạnh phúc và thành công trong công việc. Vé xem phim đâu? Tặng hai con liền vé xem phim. Vé xem phim. Cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Rồi. Về theo lại đi con, theo thêm đi con. Với Trâm. Có trái tim rồi. Không, bây giờ theo thêm đứa nhỏ đồng vòng đây thôi. đứa một bên, đứa trai đứa gái. Hình dễ thương quá, hai đứa cũng dễ thương nữa. Giữ lấy làm kỷ niệm cho riêng mình nha. Rồi cứ nắm chặt tay nhau đi đến tận chân trời góc biển hai đứa. Dạ. Nè bây giờ xin chúc mừng các bạn là các bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Mong rằng để tình cảm thêm cái phần tiến triển á, để sớm gắn bó dài lâu, các bạn hãy gọi điện nè, hãy nhắn tin nè và gọi video cho nhau thường xuyên nha, tại vì mình ở xa mà thường xuyên trên ứng dụng Mocha. Dạ. Nhé.